Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì ngày hôm nay em gửi đến cho anh một lô máy cao bại Nhật nha. Những con máy đội tay trái phải thì em sẽ báo cho các anh. Còn con nào bên tay trái hoặc là bên tay phải thì em thì cũng báo luôn. Và có thêm cần câu, lưỡi câu, cước câu nha. Cần câu thì có cần câu sông hồ, hai khúc, đắp khúc. Và cần câu lua máy đứng máy ngang, Shimano, Ika và Yamaga. Có lưỡi câu và cước câu kèm thêm một cái túi dài 1m5 nha các anh. Em có một con máy luôn ngang tay trái nữa và luôn ngang tay phải nữa nè. Rồi, thì giá bên em báo cho bao gồm phí ship các anh. Phí ship mỗi máy sẽ là 30.000, mỗi cần sẽ là 40.000. Còn về phụ kiện đồ câu thì cũng là 30.000 toàn quốc luôn. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 03567 76692 nha. Và đầu tiên thì em gửi đến các anh máy câu trước ạ. Máy câu lên con nào trước đây? Lên con rẻ này đi anh các anh. Em có cái con lớn này nè. Nó nằm bên tay phải. Con này là máy nhôm nha, máy hợp kim đó các anh, cái thằng hợp kim nè. Thằng nhôm trọng lượng có nè. Sản xuất từ China xuất Nhật nha, con này nó in China, in cái chữ đẹp. Máy nhôm rất là chắc. Anh nào thuận tay phải mình đi câu giải trí thì mình lấy nha. Con này thì thuộc tay quay xích cốt đó các anh. À, tay quay xích cốt. Là mình giữ chặt cái cối mình xoắn nó. Đó. Con này thì nó có tên gọi là GX2000, ratio là 3.2, đi câu cá giải trí, ao hồ gần nhà cũng được. Con này sai thực là 4.000 lận các anh, máy to lắm, 4.000. Có lăng chi cước sáng rõ nè. Và con này mô bin sống nha. Gạt tốt, hoạt động ok. Nói chung là con này hiện tại là còn nguyên vẹn, không lỗi. Em bán con này với giá là 150 cho mình. Mã số 1 đầu tiên giá 150k. Rồi sang mã 2. Mã 2 gửi đến các anh một con máy của Hàn Quốc xuất Nhật. Con này là có vòng tua ratio là 4.3. Máy có xước nhẹ ha. Toàn thân carbon, được cái là cái lăng cước rất là sáng đẹp. Kèm theo đó là cái tay cầm ở đây, nó có kiểu dáng như vậy. Đây là tay cầm tay quay kim loại, còn thân máy sẽ là máy carbon. Quay rất là mượt các anh. Con này có tiếng lưỡi gà khi thu dây ha. Quay nhẹ lắm. Hai chiều đều có thoải mái cho mình. Và máy này có thể đổi sang tay trái nha. Tay quay đổi trái phải. Mô bin sống. Size thực của máy là khoảng chừng là 3-4.000. Tầm là 3.500. Và con này nó có số 3.500 luôn nè. Rồi em bán con Hàn Quốc này giá 169k các. Câu đơn ngâm lăng xe được nha. Con này mã số 2. 169.000. Có thể câu bè, đi câu bè đánh cá lớn cũng được. Đây, có một con Nhật này nè. Nó rẻ. Con này mã số 3, nội địa Nhật Bản. Có thương hiệu là hình như Daiwa. Đợi em tí. Daiwa ca. Con này thương hiệu Daiwa. Một con đuôi chuột có size thực 2.000. Nấm côn nó nằm bên dưới. À, còn lưỡi gà keo óc ép luôn. Ngon lành. Lưỡi gà keo nè. Đấy. Con này thì ngoại hình của nó cụ theo thời gian nha. Ở đây cái núm của nó là nó mắc cái núm, nhưng mà cái ốc vặn là ốc dinh. Ốc dinh để giữ chặt cái tay quay là ngon lành. Máy quay nhẹ, không bị xào nha. Không có xào, không có bị lỗi. Quay hoạt động tốt, vào dây tốt cho mày. Cụ thế thời gian thôi các anh. Con Daiwa Nhật này có giá là 160.000 nha. Daiwa Nhật 160, cho em mã số 3. 160k, nội địa Nhật Bản. Rồi sang mã số 4. Rồi đến các anh một con máy size khoảng chừng là 4.000. Con này là một con Pure Auto của nội địa Nhật Bản. Hàng đã qua sử dụng rồi các anh. Nói chung là em bán hàng bại, hàng cũ, em để mấy con này giá rẻ cho mình thôi à. Lăng cước còn sáng nè. Con này chắc lắm các anh. Thân hợp kim cối carbon. Mô bin sống lưỡi gà keo nha. Con này thì nó có cái thông số cước 5 là 140. Vòng tua là 3.8. Tay quay đổi được trái phải. Lăng cước nó còn sáng đẹp nè ca. Nó gạt tốt. Hoạt động nhẹ nhàng, không lỗi. Con này quay không lỗi ha. Quay nhẹ nhàng. Hai chiều ok. Và gọi là gì nhỉ? Máy không xào không lắc. Con này em bán cho mình 250 nha.
mã số 4 250.000 ạ. Sang mã 5 có con Shimano nè ca. Shimano máy nhôm luôn nè. Đó, Shimano MIGZ 6600. Hàng nội địa Nhật Bản, Japan. Toàn thân carbon, toàn thân là hợp kim, máy nhôm, cối carbon. Con này thông số cước 3 là 310, 2 là 210, 5 là 160. Mô bin sống lưỡi gà keo. À, mô bin sống thôi, con này nó không có tiếng lưỡi gà nha. Tay quay đổi trái phải được. Màu nó còn sáng nha các anh. Đây mắt cái tem. Máy nhôm nội địa Nhật Bản. Quay lên xuống ok, đi câu sông hồ là thoải mái. Có lưỡi gà khi mình xoay ha. Gạt ok lăn à. Lăn này nó đổ cái lăn khác rồi các. Đổ lăn khác rồi. Con này em bán 350 ạ. Shimano nha, cho em mã số là 5 350k. Rồi sang mã 6 nè, gửi đến các anh con ngon lành. Con này Shimano Navi 1000. Hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng Shimano, tem bạc Shimano. Cước 1.5 là 130, 2 100, 3 là 65. Toàn thân carbon, cối hợp kim inox. Nấm côn keo. Gạt ra. Lăn cước sáng đẹp. Ngoại hình thì nó câu theo thời gian thôi. Nói chung là nước sơn còn bóng. Tay quay kim loại, cái tay cầm là núm gỗ nè. Đó. Con máy 1000 này các anh có thể đi câu cá cá suối nè, cá bè nè, hoặc là câu ISO nè. 1000 thôi các anh, có thể đánh lu nha. Con này nó chạy đến là 3 bạt đạn. Shimano Navi 1000 hàng Nhật giá 390. Mã máy câu số 6 390.000. Rồi em sang số 7 gửi đến các anh một con nhỏ nữa. Con nhỏ này size cũng là 1000 luôn. Con này nó hàng sản xuất là Korea xuất thị trường Nhật. Toàn thân carbon, máy này nó rất là chắc. Kèm theo đó là tay quay kim loại. Máy cũ nha các. Máy cũ bán 160. Lăn cước sáng đẹp. Đó. Lưỡi gà keo, con này ngon lắm. Này, quay nhẹ nhàng trơn tru luôn đó. Con này ngon. Nếu mà mua máy nhỏ mua những cái con kiểu này. Hai chiều có. Rồi, máy này em bán giá 160, cho em mã máy câu số 7, mã số 7 160k. Rồi sang mã 8 gửi đến các anh con máy hợp kim nguyên khối nè. Máy cũ nè ha, máy Nhật luôn, Japan luôn. Con này to lắm, con này đi đánh lục. Đánh ngâm lăn xê đánh lục. Máy nhôm mà hợp kim nguyên khối câu biển đều được. Radio của máy là 4.5 các anh, vòng tua 4.5. Thông số cước 5310, 6204, 7 là 200m. Mô bin sống lưỡi gà keo. Đội tay quay trái phải. Lăn cước đẹp nè ca. Sáng chưa? Còn bóng luôn. Đó, được cái là nó bóng mấy cái chỗ mà cần bóng ha. Máy qua thử sử dụng nha. Con này thì đến từ thương hiệu Tom. Có chạy bạch trạng. Hàng Nhật giá bán là 300. Mã số 8 em bán 300.000. Con này 7.000 nha ca. Size 7.000. Này thông số cước nó là 6 là 240, 7 là 200m. Rồi sang mã 9. Đúng mã 9 rồi, 2, 4, 6, 8, 9. Rồi. Con này mã số 9, con này là một con máy lu ngang tay phải. Cho các anh về câu giải trí ha. Anh nào tập câu hoặc là thích đi câu máy lu giải trí, câu lóc giải trí thì lấy con này. Nó ngang tay phải nha. Căn chi cước chạy đều. Nút xả ok. Đó, con này chạy 18 cộng 1 bạt đạn luôn. Này vòng tua là 7.2, nó thu dây nhanh lắm ca. Còn mỡ này dính mỡ bên trong nè. Con này em bán cho mình 150 ca. Mã số 9 150.000. Rồi sang mã 10. Mã 10 gửi đến các con máy nhỏ 1000 nha, size 1000 hàng nội địa Nhật Bản. Ở đây nó thiếu một cái tem. Bên đây còn tem. Và con máy này có thể đổi sang trái phải được. Hàng nội địa Nhật Bản. Con này thì một con của thương hiệu Ryobi đó ca. Vòng tua cao nha, 4.75. Thông số cước 2 là 170, 3 là 120, 4 là 90m. Lăn sáng. Máy thì full hợp kim. Có cối là cối carbon.
Con này máy này nó nhỏ mà nó chạy chắc lắm cơ. Này máy nhỏ và nội địa Nhật Bản, hoạt động tốt, giá bán 250k. Mã số 10 250. Rồi sang 11. Gửi đến cái một con Daiwa Spotlight ST0. Đó, cụ thể thời gian con máy có thể đổi tay quay trái phải được. Con này 6.000 cho mình ca. Rồi, vòng tua máy là 3.8. Mình lôi dây đỡ mỏi ha. Cước 4 là 270m, cước 5 là 210, cước 6 170, cước 7 là 140. Mô pin sóng. Gạt tốt. Lăng sáng đẹp nè. Đổi tay quay trái phải được. Bên Nhật họ thuận tay phải nhiều quá cơ. Máy về là nó nhiều cái là nó nằm tay phải. Đó. Rồi, con này con ngâm lục đến ba tiêu đến biển đều được. Giá bán là 300.000 ạ. Mã máy số 11, 350k. Em sang 12 gửi đến cái một con Ultra nè, con Ultra này rất là đẹp luôn. Vừa câu đơn ngâm lăng xê hoặc là đánh lu nữa, câu lu nha. Con này thì một con Ultra C4000 Speed, ratio là 5.2. Toàn thân máy là carbon, cối hợp kim, inox. Tay quay là bằng kim loại, nó lạnh nha. Thanh gạt cước to nè, lăng cước sáng nè. Con này câu lu hết sảy luôn ca. Có thể câu sông hồ, đơn ngâm lăng xê, đánh ngâm cũng ngon. Cước này cước đánh ngâm ngon nè ca. À, câu ngâm rất ngon. Đánh lăng xê mắc mồi, lăng xê vô được cũng được. Con này size thực là 4.000, em bán giá 270k. Chơi mã 12, 270, tay quay đổi được trái phải ạ. Sang 13, 13 là con máy nhôm size thực là 3.000. Con này một con auto 2004 thì cho nó size thực là 2500 đi ha. Rồi, hàng nội địa Nhật Bản, máy full hợp kim. Có thông số cước hai là 280m, 3109. 4 là 140. Mô pin sóng lưỡi gà keo. Con máy này nó độc lạ với em. Hiếm khi thấy ha. Lăng còn bóng này các. Phần này thì nó màu nó cũ. Ở đây lăng rất là đẹp. Các anh có thể đổi tay quay trái phải được. Con máy này em bán cho mình là 220 nha. Hoạt động tốt không lỗi lầm các anh. Cho em mã số 13, 220k, đổi tay trái phải. Em sang mã 14 ạ. 14 thì em gửi đến các anh một con Shimano Navi nha. Con này thì nó có size thực khoảng 3.000 cho mình ca. Đây là máy nội địa Nhật Bản. Tay quay kim loại, tay cầm là núm gỗ. Máy thì nó câu cụ theo thời gian tí ha. Này còn dây dù nữa ca, dây dù này còn tốt nha. Bên trong nó còn đẹp á. Bên trong nó còn đẹp á. Bên ngoài thì nó ảnh hưởng do tự nhiên, nó làm xấu thôi. Mô pin sóng và con này họ chế xạ nhanh rồi các anh. Các anh xoáy một cái là nó lỏng liền, siết một cái là nó chặt liền, hoặc là siết từ từ lại thôi ha. Rồi, con này Shimano Navi GT 2000, cước 2 vào được 220, cước 3 150, cước 4 là 120. Ratio là 4.7, có chạy bạch đạn cho mình. Con này size thực là 3.000, kích thước là 3.000 nha. Lăng cước sáng, tay quay đổi trái phải. Máy quay khi quay là có tiếng rê nè ha. Về anh em mình có thể câu đơn, câu ngâm sông hồ, hoặc là đi câu lu, hoặc là đi câu bè. Con này giá bán 300.000, 350. Mã số 14, 350k. Sang 15. Con này nó xấu một tí, mình về mình sơn lại được. Cái máy nhôm này sơn lại được. Mình tháo ra mình sơn. Được cái là hoạt động rất là tốt luôn. Con này hiện tại nó quay rất là mượt. Đến từ thương hiệu siêu xa. Ratio là 4.6, size thực của máy là khoảng trên 4.000. Con này nó to hơn con 4.000. Thân của máy là thân hợp kim nha, còn cối là cối carbon. Con này tay quay đổi trái phải, đây là dòng tay quay siết cốt. Lăng cước còn mượt nè. Ngoại hình thì các anh về sơn lại giúp em. Con này hôm nay em bán cho các anh là 250 thôi ha.
250. Mã máy câu số 15, 250k. Rồi em sang 16, gửi đến các anh một con máy Daiwa Long Cast Bull. Con này bản Thái Lan. Con này size thực là 3.000. Cước 2 là 200m, 3 150, 4 là 100. Con này thì các anh dòng Long Cast Bull thì các anh ném dây ra, nó đi ra nhanh hơn ha. Nó mượt hơn. Daiwa. Lăn cước sáng nè. Bám một tí đất ở bên trong này mình cạo ra là được. Thân máy carbon còn tay quay làm bằng kim loại. Gắn vào mấy câu đi các anh là nó không lắc à ha. Tay nhiều khi mình cầm chắc hay là cầm lỏng cái tay thì nó sẽ quay nó trong nó lắc lắc. Rồi, máy mô bin sóng đổi tay quay trái phải được. Size 3.000, giá bán 268.000. Con này mã số là 16, 268k. Em sang 17 là một con máy Daiwa dòng Long Cast Bull. Con này là một con thân carbon cối hợp kim, sản xuất tại Thái Lan luôn. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Cước 2 200m, cước 3 150, cước 4 là 100. Size thực 3.000 luôn. Núm côn keo nè. Mô bin sóng. Lăn cước màu đen bóng sáng đẹp. Đổi tay quay được trái phải. Ngoại hình thì đây. Mắt sơn nè. Carbon chạy hai bạch đạn. Tay quay kim loại, tay cầm núm gỗ. Khi quay là nó có tiếng rê nha. Tiếng lưỡi gà. Anh nào không thích tiếng lưỡi gà này thì có thể tháo cái lưỡi gà của nó ra để mình tắt tiếng kêu. Máy quay không lỗi. Con này em bán là 320, cho em mã số 17, 320k. Sang 18 là một con đuôi chuột tốt nè. Anh nào chơi đuôi chuột lấy con này. Con này một con đuôi chuột Daiwa Emblem 2550, có chạy 4 mạch đạn. Cước 2 200m, cước 3 150, cước 4 100. Size thực của máy là 3.000. Núm côn. Đó. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Gạt bật rất là mạnh. Lăn sáng đẹp. Ngoại hình thì đây. Tay quay là bằng kim loại ha. Em quay ở đây là quay thực tế luôn đó các anh. Các anh nhìn ở trong video như nào thì ra ngoài đợi là như vậy luôn đó. Khi mà nhận hàng các anh được kiểm tra hàng, nó đúng hàng sản phẩm em gửi là các anh nhận giúp em. Tay quay đổi được trái phải ha. Máy chạy mượt. Hàng nội địa Nhật Bản. Con này em bán 400k. Cho em mã máy câu số 18, 400k. Em sang 19 gửi đến các anh một con Spark 120 VO, hàng da băng luôn. Con này thì đến từ thương hiệu Olympic. Con này tay quay chỉ một bên tay thôi, một bên tay phải thôi. Và size thực là 5.000 nha. Các anh có thể về câu đơn ngâm lăng xê. Anh nào đi thuận tay phải thì mình chơi. Về câu giải trí. Đấy, còn mượt mà nè. Rồi, có gạt 2 chiều cho mình luôn. Rồi, con này size 5.000 máy nhôm nha. Giá bán là 250. Mã số 19. 250k. Em sang 20 là một con máy ngang. Con này thì các anh có thể đi câu ngâm bè sông bè biển hoặc là câu sông hồ nha. Câu sông hồ cũng được. Dính bụi thế. Con máy này là máy carbon còn đẹp. Có đến từ thương hiệu Alpha Tecker, hàng Nhật. Lăn cước còn ngon, bánh răng còn sáng đẹp ra bên trong luôn nè, còn mở luôn nè ha. Rất là chắc chắn con này hiện tại là nói thật là câu rất là ngon. Có sẵn lăn chi cước, có cái núm xịp bun, có thắng hạm khi đóng cá. Ở đây là nút xạ của máy câu. Đây là cái tiếng lưỡi gà nữa. Đấy. Khi mà các anh
ném mồi xuống rồi các anh bật cái này để cho khi mà con cá nó đóng á là mình biết con cá nó có cái tiếng kêu, con cá nó lôi ha. Thì mình có thể thuận tay ở đây mình bật xuống nè, rồi mình đóng cá ha. À, bật lên chứ, bật lên. Lên. Con này là dùng tay phải nha. Con này nó lớn hơn mấy câu lu nha các anh. Giá bán 550, mã số 20, 550k. Rồi em sang 21 gửi đến canh một con máy nhôm hộp kim nguyên khối, hàng đánh quay mượt mà và bạo lực nè. Con này máy Olympic Helicon ghi, có toàn thân là hợp kim. Thông số cước, cước 5 là 250, cước 6 là 210, còn cước 8 là 155m. Ratio là 4.56, trọng lượng nó là 460g. Mô bin sống, lăng cước đây, tình trạng lăng cước đây. Đó, hơi cũ tí xíu ha, nói chung là các anh cứ bỏ vào rồi chơi thôi, không sao. Nó không có bị xước đâu. Gạt rất là tốt. Nè. Tay quay đổi được trái phải. Lò xo, tay quay gặp là lò xo ha. Tay quay này là lò dạng lò xo mà các anh phải siết nữa. Khi mà các anh gặp tay á. Đó, bung ra này nó đẩy á, siết xong nó đẩy xuống. Nó đẩy xuống cái nút màu đen này nó kẹt lại. Các anh chú ý giúp em phần này nha. Cái lúc mà em giao hàng cho các anh là em sẽ bóp cho nó xuống đây để gặp tay. Còn về nhà các anh chú ý phần này giúp em. Đó, chú ý phần này giúp em ha. Đó, nó đã chắc cái tay rồi. Rồi, các anh đổi tay trái phải được nha. Con này máy này 6.000. Giá 330, chơi mã số 21, 330k. Sang mã 22 gửi đến các anh một con Daiwa Spinter ST 1500. Con này nó có size thực cũng vậy luôn, to nè. 67.000 cho mình. Đây. À, 67.000. Con máy này thì nó có số cước 4 là 208, 5 202, 6 108, 7 là 150. Hợp kim nguyên khối hết. Mô bin sống luôn, có sẵn cái ốp cước nè. Và lăng cước còn bóng nha, đẹp nha. Tay quay đổi trái phải, tay quay nó có ghệ lợ nè. Kệ nó đi. Nó dùng nó không có chịu khó vệ sinh, nó để đó lâu muối nó bám vô. Con này thì các anh vào các anh thêm dầu vào ha, vệ sinh thêm dầu vào máy giúp em. Đó, khô dầu á, con này nó để lâu khô dầu thôi các anh. Quay là không có tiếng xào với tiếng lắc nha. Rồi, con này bán 350, mã 22, 350k. Rồi em sang mã 23. Con máy này là size thực khoảng 2500. Full hợp kim luôn, máy hợp kim hết. Có logo đẹp nè. Con này đến từ thương hiệu Ryobi, tay quay đổi được hai bên trái phải. Tay cầm là núm gỗ. Máy hợp kim ha. Bộ pin sống lưỡi gà kêu. Gạt tốt. Lăng đẹp các anh. Con máy này 2500, cái tay quay của nó cục ngựng à, cục ngụng à các anh. Dễ quay lắm. Hai chiều đều có ha. Mã số 23, em bán với giá là 350. Các anh có thể đổi tay quay nha. 23, 350k, máy Nhật. Rồi sang máy 24 là một con máy to gửi đến các anh. Con này là 10.000 nha. Shimano Amberjack. Đây, Amberjack. Radio là 3.3 nè, chạy bạch đại. Con máy này là tay quay đổi trái phải được. Con máy này nó có cái phần này rất là ngon ca. Đợi một tí. Đây, Shimano nha. Cối hợp kim. Và ở đây thì nó đọc lạ cái phần mô bin này là mô bin sống nha. Và nó đọc lạ chỗ này. Canh vặn vặn cái nút này nè. Đây là cái núm nè, núm côn này đó. Còn cái nút này là nút khác. Nó xoay ở đây. Tiếng lưỡi gà kêu cực kỳ to và vang luôn. Và xoay ngược lại không được. Đó. Các anh muốn xoay ngược lại thì vặn cái nút này. Đó. Nó xoay bên này lại. Nhưng mà nó trở về ghi là ờ được luôn. Hay. Được luôn ha. Hình như có nhiều nút. Hai thôi. Hai chế độ thôi. Chế độ này là nó làm cứng nè. Nó xoay được ngược lại. Còn chế độ này là xoay được hai đầu luôn. Lăng cước sáng đẹp nha. Tay quay thì các anh đổi trái phải được.
Rồi ok, cứng ngắc và nới lỏng được. Con này thì nó có thông số cước là 8 250, 10 là 220 m. Còn nếu mà canh vào số 6 là 370 m. Máy này 10.000 ca. Máy quay nhẹ nhàng lắm. Con này em bán 630 nha, cho em mã số 24, 630k. 25 gửi đến canh con máy bè Daiwa Kodonet ST5RL. Con này máy bè tay phải, máy bè câu tôm nha. Máy nội địa Nhật Bản. Đó, ngoại hình của nó hơi cũ tí xíu. Con này hơi cũ, em bán giảm bớt 10.000, bán 100, bán 90 ha. Mã 25, em lấy con này 90 nha. Có nút xạ đây nè, canh gạt xuống là nó xoay 2 chiều là xạ dây nha. Rồi, con Daiwa này 90.000, cho em mã 25. Sang mã 26 luôn, là một con Shimano. Shimano thì nó to hơn nha. Đó. Shimano Club Demi 20RL. Con máy này rất là mượt. Ốc vít còn tốt nha. Ngoại hình thì nó xước ở trên này. Đó. Máy tay phải các. Làm trợ máy cũng được. Con này bán 90 luôn nha. Mã 26, 90k. Rồi sang 27 ạ. Em gửi đến các anh một con máy cầu Marine. Có toàn thân máy là carbon này. Nè, logo quấn cước nè. Thân máy carbon nè. Bát carbon nè. Tay quay kim loại. Và còn cối là cối nhựa nha. Con này chạy một bạch đạn. Xuất xứ từ China xuất Nhật các anh. Nấm côn keo nè. Mô binh sống lưỡi gà keo. Máy này chắc. Lăn cước đây. Canh về canh đánh lại giúp em nha. Đánh lại. Đánh lại, đánh vệ sinh lại. Gạt cước tốt. Tay quay đổi trái phải. Đó. Chốt chặn nè, quay ngược nè thì đều có đầy đủ. Cái bên dưới này nè, gọi là cái chống trả ngược nhá. Là chống trả ngược là chốt chặn. Con này em bán giá 130. Cho em con này là size thực là 3.000. Có thông số cước 2.5 là 170, 3 là 150. Dòng lông carbon ném dây ra nhanh và có vòng tua là 5 chấm. Con này mã 27, 130. Em sang 28 gửi đến có canh một con máy câu biển, có sẵn dây dù bên trong này. Con này một con đến từ thương hiệu Ryobi nha các. Này máy câu biển đánh biển nha, ngồi câu biển đó. Câu trên thuyền bè xuồng đó đồ đó ha. Máy lớn. Con này thì nó có cái phần này nè để nó hạm lại. Nhưng mà hiện tại á, các anh về các anh làm sao để cho nó đứng lên như vậy giúp em, hoặc là các anh tháo ra. Bởi vì nó rớt xuống như vậy nè, nó chặn xuống là để nó đang hạm cái cối á, cho nên quay cái cối nó cứng lắm. Nè, đè xuống là nó cứng ngắc luôn, nó không có đi được. Còn kéo lên nè, kéo lên là nó quay được cái cối ha. Nó quay rất là mượt, để em làm thử cho các anh xem, nó quay mượt lắm. Đó. Quay mượt lắm nha. Là cái chỗ này. Độ này đó. Có sẵn lăng chi cước rồi các anh, sẵn lăng rồi. Máy tay phải nha, máy câu biển là máy tay phải hết. Nội đi Nhật Bản. Này rất là nặng. Con này em sẽ căng trực tiếp ở trên đây cho các anh xem. Đấy, 1,1 kg cả dây ha. Rồi em bán với giá là 250. Mã số 28, 250.000. Sang mã 29 gửi đến canh một con Quantum đến từ Thái Lan. Con máy này 2.000, size 2.000. Máy hơi xấu tí xíu, có xước. Nhưng mà được cái những cái chỗ quan trọng thì nó rất là ngon. Ví dụ như quay rất mượt. Nấm côn keo. Mô binh sóng lưỡi gà keo. Con này thì lăn cước còn sáng đẹp luôn. Gạt cước đây. Tay quay đổi được trái phải ha. Tay quay làm bằng kim loại cho mình. Có ABS luôn. Hai chiều đầy đủ. Đổi tay trái phải được nha. Con máy này size 2.000 em bán giá 260k. Cho em mã số 29, 260. Em sang mã 30 là một con máy câu của Hàn Quốc xuất thị trường Nhật. Con này máy nhẹ. Toàn thân máy là carbon nha. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Có thông số cước 3, 140, 4, 120, 5 là 100.
size khoảng 3500. Lăng còn mượt mà nè. Đội tay quay trái phải. Con này máy nhẹ lắm ca. Đi câu giải trí là ngon. Máy nhẹ. Giá bán con này là 170 nha. Cho em mã số 30-170. Con này ngoại hình đẹp nè. Cho em sang 31 là một con máy cối nông. Để đánh chuyên ngâm, lăn xe, đánh lục. Có thể đánh ba tiêu, đánh biển. Có ABS đầy đủ luôn. Con máy này là một con Ultra Mi-Fi nha. Ultra Mi-Fi 500. Có size thực là 5.000 cho đến 6.000. Tầm 6.000 cho mình nha. Con máy này. Toàn thân máy carbon, tay quay kim loại. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Nó có cái phần này bên dưới là cái gọi là cái gì? Chống đối cước ha. Có Datio là 4.7 cho con này. Máy rất đẹp, đội tay quay trái phải được luôn. Cước của nó không có đâu nha. Em thêm cước vào đó cả. Cước là em lấy trong cái cuộn cước ra. Em thêm vào đó. Con này em bán giá là 850 nha. Cho em mã số 31, 850k. Máy chuyên ngâm lăn xe đánh lục, đánh biển, bạc bại cũng được. Thông số cước thì can vào là một số 6 là 190m. Còn can vào số 4, số 5 là thoải mái nha. Rồi sang mã 32 là một con máy bạn China xuất Nhật. Người ta thông minh lắm này, người ta lấy cái ống nhựa PVC, người ta làm cái ốp cước đó ca. Đó, người ta ốp vào đây. Mình khi câu là mình tháo ra. Đó, rồi. Con này thì một con China xuất Nhật, có size thực là 3.000. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Lăng cước sáng đẹp. Có xước nè ha, có chày nè. Không, em bán rẻ cho mình thôi. Bán cái anh 80.000 cho con này. 80.000 thôi ca. Con này size 4.000 nha, em nói nhầm. Con này size 4.000. Rồi, cho em mã 32. 32 đúng không? Đúng rồi, 32 đi. Giá là 80k. Rồi sang 33 gửi đến cái một cặp. Một cặp máy nhôm nè. Một con Strong 730, một con Strong 720. Con 720 là size 2.000. Còn con 730 là size 3.000 nha. Tay quay nằm bên phải. Máy xích cốt. Máy dạng sưu tầm cho mình ha. Ồ, nó gạt xuống đây luôn, qua đây luôn. Ồ, gạt qua đây ha các anh ha. Đó, gạt nút xạ qua đây luôn. Lăng cước có nè, đầy đủ nè. Đó, phần lăng cước đây. Phần chạy cước là chỗ này ha. Mô bin sóng nha. Đó, máy đẹp. Quay ok hết. Rồi. Đó. Máy nhôm Nhật á, cho các anh sưu tầm. Cặp này cặp tay phải nha các anh. Anh nào thuận tay phải mình lấy. Con này cặp này em bán giá là 200.000 nha. Mã số 32 33 200k. Rồi sang 34 gửi đến các anh một con máy luôn ngang tay trái. Có full hộp các anh. Con này full hộp nha, đợi em tí. Ây da. Này này có bịch luôn nè. Đó, full hộp. Con này máy này có vòng tua là 6.4 các anh. Con này hàng xuất Nhật nha. Này có giấy tờ đầy đủ. Hàng xuất Nhật có giấy tờ. Chữ tiếng Anh nè, chữ tiếng Nhật nè ha. Máy tay trái, máy câu lưu Daiwa, Daiwa Fred. Con này có lăng chi cước, chạy thoải mái, máy mượt mà. Máy tay trái nha. Con này thì độ đắt của nó là 6kg đó ca. Có thắng hạm nè, núm căng mồi nè. Và thắng cái núm hạm toàn phần của máy câu. Con này thì Datio là 6.4, trọng lượng là 195g, mát đờ đắt là 6kg, chạy 4 bạch trạng cho mình, máy tay trái. Mã số 31, 32, 33, 34. Con này em bán với giá là 990.000 nha. 990. Rồi em sang mã 35. 35 là cho em xin phép lên cần câu. Sang bên đi. Rồi cần câu gửi đến các anh hai cây câu sông hồ trước.
đó, có thể tại trì đánh được luôn. Cây đầu tiên là một cây carbon hai khúc của Windagen, càng này cứng 60 đến 100, trọng lượng nhẹ 211 gram thôi, đường kính ngọn to nha, phôi carbon có khen buộc dây bảo hiểm cho mình luôn, phôi sắn ha, thích hợp canh dùng máy đứng đó, 2m4 đắp khúc, độ cứng 60 đến 100, đường kính ngọn là 3.8 ly ra nha, có đầu buông chống sắn đầy đủ cho mình luôn, phôi nó sắn toàn thân này. Câu đơn ngâm lăng xe đánh sông đánh hồ, giá bán là 390k, cho em mạm cần câu số 35, 390.000. Rồi sang mạ 36 gửi đến cái một cây cần chắc liệu phíp cho anh nào muốn đánh có cảm giác nè, hoặc là đi câu bè sông bè biển nè nha. Ở đây thì cây này là độ cứng cao luôn đó ca, lên đến là độ cứng 80 đến 100 lận nha, chiều dài là 2m4, cần ra là thẳng tắp luôn ạ, cứng luôn á ha, cái ngọn của nó có cảm giác để mình đóng cá này, bắt gặp Fuji, khuyên Fuji cho mình. Ngọn đặt tháp Long Phụng nha các anh, này nó tháp ở đây, bên trên đặt bên dưới rộng. Cái này ngọn 2 ly, trọng lượng 384 gram, C-Pad hàng phíp Nhật, khuyên bát Fuji Nhật hết. Cái này mã 36 em bán giá 390 luôn, trước em bán 550 một cây này nè các anh. Rồi mã 36 390k. Sang mã 37 em gửi đến các một mẫu cần câu Luica nha. Luica hôm nay em về được cái mẫu xanh đen, cái mẫu đỏ đen đã hết hàng rồi các. Đây, lu máy ngang IK full carbon, còn tay cầm là monocoque luôn, carbon. Cái này có chiều dài 1m98, độ cứng MH. Tại mồi lu đó, tại mồi dạ, mồi hơi, mồi thật đồ tùy các anh. Các anh tại mồi là 12 g đến 26 g mồi giúp em. Chịu tải được 20 lb. Đó, có thể câu cá lớn nhỏ đều được hết. Lui ca nha, hàng VIP luôn, phôi xoắn ít hai da hết. Hàng đẹp luôn các. Rồi. Cái này có tem nha, tem chính hãng đầy đủ. Ngọn cần 1.9 ly, trọng lượng 158 g. Mã cần số 37. Em bán với giá là 750 và cây này được miễn ship nha. 750 miễn ship cho mã 37. Sang mã 38 nè. Em có hai mẫu cần lure dép 11 nha các. Mấy cây này Shimano này á, nếu mà các mua riêu nó khoảng 5 triệu nha, khoảng 5 củ. Còn cái này là em bán bạn dép 11. Cây này là một cây lure Shimano máy đứng trước ha, có đi kèm túi vải luôn. Đây. Cái này chiều dài cần là 2m28, lure máy đứng chưa qua sử dụng. Có mã code hàng mấy in Japan đây nè, ở đây nó in chữ. Còn cái này tại mồi được 7g đến 30g mồi, chịu tải được 6 đến 12 lb. Dây BE dùng mát là số 2.5, có thể dùng được. Shimano ha. Hàng này hàng dép 11 thôi nha, cho nên nó rẻ. Em để giá cho các anh về các anh trải nghiệm xem cái mẫu này ok không. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nha. Đó, khoen lớn nó đóng chữ, còn khoen nhỏ nó không đóng chữ nổi đâu ca. Hai khoen lớn nó đóng chữ ha. Đầu bu nó nè. Đấy. Phôi sắn ít toàn thân. Cái này thì độ cứng thực là tầm M nha các anh, tại mồi được 7g đến 30g mồi rồi. Các anh có thể đánh nhái thật được. Đường kính ngọn 1.9 ly ạ. À. Dài là 2m28. Anh nào muốn mua lấy cây dài hơn thì em có 2m49 nha. Tức có nghĩa là 2m5 đi. Cái cần này hiện tại trọng lượng của nó là 138g các anh. Rồi, cho em mã 38 nha, em bán giá là 700. Máy đứng 700. 38. Em sang mã 39 là cần câu lu máy ngang các. Hay lu máy ngang là Shimano nè. Đi kèm túi luôn, đó. Chiều dài cây này 2m48, có 2m28 nha, em lấy hai khổ khác nhau để cho các xem như nào. Đó. Khoen cần là khoen Fuji hết. 2m49 dùng cho máy ngang thì độ cứng cũng khoảng M luôn. Tại mồi được 7g đến 30g mồi, chịu tải được cũng là như nhau luôn ha. Đó, khoen Fuji nha, loại xứ đường mài tròn hết, phôi carbon sẵn ít hai da. Cái cần mã số 38 ạ, 39. Em bán cây máy ngang dài 2m49 này giá là 750, mã số 39, 750k.
Rồi sang mã 40 là một cây Yamaga lưu gần lưu bạo lực được nha. Cái này là Yamaga Made in Japan, Yamaga Blend, hàng limited. Chiều dài 3m, độ cứng MH, tại mồi 30g đến 60g mồi, dây BE dùng số 1 đến số 3. Cái này các anh lưu lóc á, thì các anh lưu bạo lực giúp em, lưu nhái thực giúp em. Dàn khoen cần là Fuji Six Gold. Phôi sóng Ithaya là được làm bóng. Cái này các anh có thể mua đi lưu gần, hoặc là đi câu sông hồ, câu đơn, câu ngâm được. Lưu gần được. Cái này dài 3m, 2 khúc. Đường kính ngọn của nó là đôi tầm là 2.2 ly đó các anh. Các anh đi câu bạo lực giúp em. Này đánh tốt. Ngon lành. Trọng lượng là 230g nha. 230. Rồi. Không phải 230 đâu. 255g thôi. Mã cần số 40 em bán với giá là 1.650.000. À. 2.2226. Mã 40. 1650k. Rồi sang tiếp theo gửi đến các anh cước câu 41. Đây 41 đầu tiên xong số cái cước này. Cước Sufit. Cước này thì đường kính là 0.35, chịu tải được 10kg. Tổng nguyên combo 3 cụ này là có 300m nha. Nó nối liền với nhau. Cước này nó chống ăn mòn tốt lắm ca. Chống sẵn tốt luôn. Và nó lực nó kéo rác được á. Cước này cước Sufit hàng thanh lý của em nha. Em bán với giá là 99.000 ạ. Mã 41 nha, 99k. Sang mã 42 vẫn là cước Daiwa Chitin ca. Daiwa Chitin thì cước số 3, đường kính 0.285. Hàng này hàng nguyên tem, nguyên siêu, còn chưa sử dụng luôn nha. Đó, mục đích sử dụng câu cá và xuất xứ là Nhật Bản nha ca. Cái này nó là thương hiệu được phân phối từ Singapore về. Hàng Made in Japan, chưa qua sử dụng. Mỗi cụ này là có 500m. Cước số 3 nha. Các anh vào các anh thấy cước số 3 người ta thường ghi 3 100 là vào được 100m, 3 150 là vào được 150m, 3 400, 200, 300 thì vào được đó. Rồi chịu tải được 12 lb nha. Câu thực thì có thể hơn, đánh cá 10kg được. Con này thì em bán với giá là 129.000. Mã số 42, giá 129. Đó, nhớ số video giúp em, số điện thoại có thì có ghim luôn sẵn luôn rồi. Anh nào không nhớ mã các anh cứ chụp điện thoại màn hình lại giúp em, hoặc là chụp trên TV đó ha. Rồi mã cước tiếp theo là 43. Cước Asso, đây là cước lũ các anh, cước lũ 600m. Cước lũ này nó siêu thẳng luôn nha, siêu thẳng và nó tốt hơn cước ni lông. Cước ni lông là cước thường các anh hay câu đó các. Rồi cước này thì em bán rất là tốt nha. Cước này thì các anh ra ngoài mua 400.000 một cuộc, nhưng mà đây em bán giá là 190k. Đây là hàng thanh lý nha, các anh tranh thủ để lấy. 0.35mm, chịu tải được 8.3kg, 600m trong cụ này. Cước Asso, cước này là bạn châu Âu Asso Bullet nha. Rồi, em bán với giá là 190, cho em mã số 43, 190.000. Sang 44. 44 là cước Toton. Toton thì em có 0.20 và 0.28 cho một mã thôi, 44. Rồi, anh nào lấy 0.20 nè, chịu tải 4.3kg, 150m, em bán được 2 cuộn cho mình luôn. Nguyên combo 2 cuộn này có giá là 119.000. Cước của nó là cước màu trắng vàng nha. Rồi, cho em mã số 44, 0.20, giá 119.000. Rồi, sang cũng là 44 luôn nha, cho em cước số 0.28. Chịu tải 7.4kg, 100m. Ở đây các anh có 200m nha. Cước chưa qua sử dụng đó các anh. Có thể câu tay hoặc câu máy. 44 luôn nhưng mà cước 0.28, giá 119.000 luôn. Rồi sang mã 45 gửi đến các anh một mẫu cước cá chép đen của hàng Bonsex luôn. Đường kính 0.25, chịu tải 6.8kg, 150m trong một cuộn. Mua một combo 2 cuộn một được 300. Cước màu trắng đen thôi nha, trắng đen. Rồi, mã 45 giá 119.000. Sang 46 cũng là đồng giá 119.000 nha. 46 là cước cờ Mỹ. Thì em có 3 size, 0.35, 0.40 và 0.45.
các anh lấy mẫu nào cũng được. 0.35 chịu tải 14kg 4, có 300m cho 2 cuộn. 0.40 chịu tải 17kg 5, cũng là 300m cho 2 cuộn. 0.45 thì nó to hơn, nó được 260m nha, bởi vì một cuộn là nó có 130, chịu tải được gần 22kg. Rồi mã số 46 nha, anh nào lấy thì các anh cứ báo em thông số. Số đây 119.000 cho 2 cuộn, nguyên một combo nha, 119.000 một combo 46. Rồi em sang mã 45 là em có lưỡi câu. Lưỡi câu này em xin phép không đo đi, hôm nay nhiều quá, nói nhiều quá khan họng. 47 nha, 47. Lưỡi thì nó có 2-3 size, số 10, 11 và 12. 12 là to nhất. 12 cho các anh đánh săn hàng cá lớn, số 10 thì cho các anh đánh cá tạp, có thể đánh cá tự nhiên, cá gì cũng được. Các anh làm lưỡi đôi, lưỡi ba hoặc là lưỡi chùm nho cũng được nha các anh. Đó. Nó có ngạnh là rất là nhọn luôn. Lưỡi này là em bán thánh lý, giá cực kỳ tốt cho mình. Có lỗ đầy đủ. Em bán nguyên combo 10 hộp á, chỉ có 99k thôi, tức có nghĩa là một hộp là 10.000 thôi nha các anh. Một hộp chỉ có 10.000 thôi. Các anh lên mạng thì cũng phải 20-30, chưa tính cái giá trị combo nữa ha. Rồi, ở đây thì 10 hộp nha, có 10 hộp. Số 10, 11 và 12. Nè, số 10 nè nó có 40 chiếc trong một hộp này. Còn số 12 là các anh sẽ có 30, 11 còn là có 30 luôn. Lưỡi câu BVLC hàng chính hãng, lưỡi này câu dần dần. Mã số 47 nha, em bán giá 99.000 cho 10 hộp. Rồi sang 48 rồi, có một cái hàng này, hàng được thanh lý thôi ha. Hàng này hàng rẻ. Có một cái túi này, cái túi này dài 1m5 các anh. Túi dạng bầu dài 1m5, Shimago đây. Shimago nha các anh. Đó. Dài 1m5 các anh. Đó. Túi vải dù ha, dài 1m5, có cái vai quay đeo, quay sách luôn cho mình. Có một ngăn phụ nè, hai ngăn phụ nè, dạng bầu này. Có thể đựng cần câu máy nè, đựng phụ kiện, đựng phao nè. Đó. Này còn mới tin luôn á nha các anh. Mới tin luôn. Này hàng rẻ thôi, cho các anh nào có nhu cầu lấy hàng rẻ này. Còn hàng bãi thì từ mai mốt em sắp về rồi có rồi ha. Đó, nó là như vậy thôi. Có hai ngăn nhỉ. Hai ngăn các anh, hai ngăn chính. Này có hai ngăn chính nha. À, túi rẻ thôi, anh nào có nhu cầu thì mình lấy nha. Dài 1m5 đó các anh. Hai ngăn chính và hai ngăn phụ. 1m5. Em bán giá 169k cho em mã số 49. 169.000. Và đây là mã cuối cùng của video ngày hôm nay luôn nha. Thì anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0357 76692. Các anh ủng hộ giúp em lượt like nha, lượt like kênh để cho em được tăng view thêm, để em bán thêm nhiều sản phẩm gửi đến các anh nhé. Xin chào tạm biệt.